Dự án mở rộng xa lộ Hà Nội khởi công từ năm 2010, dự kiến trong 3 năm sẽ hoàn thành. Thế nhưng đến nay đã gần 13 năm trôi qua, dự án vẫn rối bời vì vướng giải phóng mặt bằng. Dự án mở rộng xa lộ Hà Nội đoạn từ cầu Sài Gòn đến ngã tư Thủ Đức, thành phố Thủ Đức được đổi tên thành đường Võ Nguyên Giáp là một trong những dự án hạ tầng trọng điểm của thành phố Hồ Chí Minh do công ty cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư. Các hạng mục của dự án gồm nâng cấp mở rộng trục đường chính, xây dựng hai đường song hành hai bên đường chính, xây dựng mới hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh và vỉa hè hai bên đường. Trao đổi với phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng, ông Nguyễn Thanh Nam, giám đốc ban điều hành dự án mở rộng xa lộ Hà Nội cho biết, hiện một phần dự án chưa thể thi công là do vướng giải phóng mặt bằng. Cụ thể, trục đường song hành bên phải còn 28 hộ ở phường Tân Phú, thành phố Thủ Đức chưa bàn giao mặt bằng, dài khoảng 400m với diện tích 4.150m2 và công ty cổ phần Kim Nam dài khoảng 1.200m với diện tích 8.656m2 cũng chưa di dời. Tại phường Phước Long A còn vướng 800m2 của một hộ dân. Đối với trục đường song hành bên trái, hiện còn một hộ dân có diện tích nhà đất khoảng 300m2 thuộc khu phố 6, phường Linh Trung chưa bàn giao mặt bằng. Dự án mở rộng xa lộ Hà Nội đoạn đi qua địa phận tỉnh Bình Dương cũng còn khoảng 2,2 km, đến nay vẫn chưa được bàn giao. Ông Lương Minh Phúc, giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh cho biết thời gian qua ban và trung tâm quản lý phát triển quỹ đất thị xã Dĩ An tỉnh Bình Dương đã nhiều lần họp bàn công tác thẩm định phê duyệt điều chỉnh dự án giải phóng mặt bằng đoạn trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên còn nhiều bất cập về giá nên chưa chốt được đơn giá bồi thường.